Chào mừng quý vị cùng quay trở lại với bản tin sáng ngày hôm nay trên kênh truyền hình FPNC. Tôi là Phi Yến. Theo số liệu thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, thì trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vừa qua, lượng tiêu thụ điện của cả nước tăng khoảng 15% so với dịp Tết Nguyên đán 2017. Trong 6 ngày từ ngày 14 tháng 2 đến hết ngày 20 tháng 2 năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân cả nước vui đón xuân Mậu Tuất. Ngay từ trước dịp nghỉ Tết, EVN và tất cả các đơn vị đã xây dựng phương án chi tiết đảm bảo cung cấp điện an toàn, phòng chống cháy nổ, tổ chức trực tăng cường và triển khai thực hiện đảm bảo điện trong các ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Căn cứ các số liệu thống kê, mặc dù công suất và sản lượng điện tiêu thụ tính trên cả nước vào dịp Tết đều giảm so với ngày thường, nhưng vẫn tăng khoảng 15% so với cùng kỳ nghỉ Tết năm trước. Cụ thể, công suất tiêu thụ điện cao nhất của toàn hệ thống tính trung bình mỗi ngày chỉ ở mức khoảng 18.800 MW. Sản lượng tiêu thụ điện ở mức khoảng 359 triệu kWh một ngày, thấp hơn 30% với mức trung bình ngày của tuần trước kỳ nghỉ Tết. Theo thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì sau dịp Tết Nguyên đán 2018, các địa phương trên địa bàn cả nước đang tập trung sản xuất vụ đông xuân. Theo đó, các địa phương ở miền Bắc đã cơ bản gieo xong mạ phục vụ cấy vụ đông xuân 2017-2018 và đang tập trung cấy, gieo xạ. Tính đến nay, thì các tỉnh miền Bắc đã gieo cấy được 935.000 hectare lúa đông xuân và phấn đấu sẽ gieo cấy xong trước ngày 28 tháng 2 tới đây. Tại các tỉnh miền Nam, thì diện tích gieo xạ lúa mùa 2017 đạt hơn 570.000 hectare, chiếm hơn 102% kế hoạch, đã thu hoạch được khoảng hơn 545.000 hectare, chiếm 95,6% diện tích gieo trồng, năng suất đạt 48,3 tạ mỗi hectare. Gieo xạ ở vụ lúa đông xuân miền Nam đã đạt trên 1,9 triệu hectare, tăng 2,4% so với kế hoạch. Trong đó, thì đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy đạt 1,55 triệu hectare, tăng 2,6% so với kế hoạch. Diện tích thu hoạch lúa đông xuân ở các địa phương phía Nam cũng đạt 300.000 hectare, chiếm 17% diện tích gieo cấy với năng suất là 59 tạ mỗi hectare. Ngay trong những ngày đầu năm mới, người nuôi cá tra đã đón nhận tin vui khi giá cá tra nguyên liệu tăng cao và thị trường xuất khẩu có nhiều khởi sắc. Hiện nay, mức giá cá tra đã tăng đến 30.000 đồng một kg, cao hơn nhiều với mức giá cá tra được doanh nghiệp mua vào là chỉ 23.000 đến 25.000 đồng một kg ở cùng thời điểm năm 2017. Theo mức giá này, thì người nuôi cá tra sẽ có lãi từ 7.000 đến 8.000 đồng một kg. Các doanh nghiệp thủy sản cũng cho biết hiếm khi nào giá cá tra nguyên liệu tăng cao kỷ lục ngay từ những tháng đầu năm như vậy. Có nhiều lý do dẫn đến việc cá tra tăng giá, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì thị trường xuất khẩu đa dạng, sức tiêu thụ mạnh, nguồn nguyên liệu ổn định và sản phẩm cá tra được cải thiện tốt về mặt chất lượng xuất khẩu vào các kênh tiêu thụ cao cấp. Theo thống kê, thì sản lượng cá tra xuất khẩu của Việt Nam mỗi năm đạt khoảng 1,25 triệu tấn với giá trị tăng dần và đang vượt mốc 1,7 tỷ đô la Mỹ. Cứ đến ngày thần tài hàng năm, thì nhu cầu mua vàng cầu tài lộc của người dân lại tăng cao, mong muốn sắm vàng trong ngày thần tài nhưng ái ngại tình trạng chen lấn. Không ít khách hàng đã chọn cách đặt cọc trước sản phẩm từ ngày 8 tháng Giêng để chờ đúng ngày thần tài đến nhận vàng về cầu cho một năm may mắn. Ngày thần tài tức là ngày 10 tháng Giêng âm lịch không chỉ là ngày cầu may cho những người kinh doanh mà dần trở thành ngày tài lộc cho mọi người dân. Đến một cửa hàng ngày 8 tháng Giêng, chị Trân quyết định đặt cọc tiền để mua hai miếng vàng chữ tài và lộc có hình chú chó màu vàng, linh vật cho năm Mậu Tuất. Chị cho biết ngày thần tài sắp tới chị mới đến nhận hàng để cầu tài lộc, sung túc cũng như đồng thời tránh tình trạng chen lấn như mọi năm. Chị mua cho ngày mùng 10 là vàng thần tài. Chị sợ tới ngày đó thì đông người quá là chen chúc nên mình đặt trước rồi bữa đó mình lấy. Cũng giống như chị Trân, bên cạnh chọn cho mình hai chiếc lắc chân ưng ý, chị Hồng Hạnh cũng tham khảo thêm nhiều sản phẩm để ngày thần tài đến sắm một sản phẩm cầu may. Sau khi tham khảo ở nhiều cửa hàng khác nhau, thì chị Hạnh đánh giá các mặt hàng phục vụ cho ngày thần tài năm nay bắt mắt và khá đa dạng. Nói chung thì nó cũng nhiều, phong phú hơn so với những năm trước. Nhìn nó có nhiều mẫu để mình lựa chọn hơn. Nó có những cái mẫu phong thủy rất là đẹp. Tuy nhiên, theo bà Phan Thị Thu Hà, cửa hàng trưởng cửa hàng BNG tại quận 7, phía cửa hàng bà cũng như trên toàn hệ thống của công ty đã có nhiều phương án để phục vụ cho tất cả khách hàng nhân ngày thần tài năm nay. Về giờ giấc, thì thay vì hệ thống của chúng tôi mở cửa lúc 8 giờ 30 như là thường lệ, thì ngày thường tài thì chúng tôi mở cửa rất sớm là từ 5 giờ 30 cho đến khi nào phục vụ hết người khách cuối cùng thì chúng tôi mới đóng cửa. Đó là biện pháp thứ nhất. Biện pháp thứ hai là đối với lực lượng đội ngũ nhân viên thì chúng tôi cũng tăng cường vào ngày thần tài là tăng cường nhân viên. Ngoài nhân viên bán hàng, nhân viên giữ xe thì chúng tôi tăng cường thêm tất cả các vị trí khác để mà phục vụ hết tất cả khách hàng.
sẽ không có cảnh mà chen lấn và xô đẩy. Theo cái xu hướng đầu năm thì giá vàng nó có nhỉnh lên chút xíu, ở đây nó cũng phụ thuộc vào các yếu tố như là yếu tố thế giới cũng như là yếu tố trong nước. Tuy nhiên chúng tôi luôn luôn đảm bảo tốt nhất cho khách hàng, thì quý khách hàng yên tâm là giá cả nó sẽ không có tăng đột biến. Đón đầu sức mua tăng trong ngày mùng 10 tháng Giêng, các doanh nghiệp đã tung hàng loạt dòng sản phẩm mới, độc đáo ra thị trường từ rất sớm. Theo đó, P&G đã tung ra thị trường bộ sưu tập vòng tay phong thủy với những chiếc vòng tay tỳ hưu, thiềm thừ hay kim khuyển, hay dòng sản phẩm vàng miếng phúc lộc tài với một mặt khắc chữ mà còn lại chạm khắc biểu tượng của năm Mậu Tuất. Đặc biệt, trong ngày thần tài năm nay, P&G cũng giới thiệu linh vật kim khuyển, chú chó vàng có trọng lượng 2 lượng vàng 24K. Tuy nhiên, theo đại diện của cửa hàng P&G tại quận 7, thì sản phẩm này đã cháy hàng do nhiều khách hàng đã đặt từ trước Tết Nguyên Đán. Do đó, để sở hữu kim khuyển, khách hàng có thể liên hệ đặt hàng lại và công ty sẽ giao hàng ngay sau ngày thần tài. Trong khi đó, tập đoàn Phú Quý cũng đã cho ra mắt bộ sưu tập Thần Tài Phú Quý với nhiều sản phẩm nổi bật như bộ lọc 12 con giáp, nhẫn tròn trơn, chạm vàng 12 con giáp. Đồng thời, kim bài thần tài bằng vàng 24K với định lượng 1 chỉ và 5 chỉ cũng được tập đoàn này giới thiệu với khách hàng. Hai tập đoàn Doji dự kiến đưa ra thị trường với số lượng gấp 3 lần so với năm ngoái. Chỉ riêng dòng sản phẩm vàng 4 số 9 ép vĩ thì Doji đã chuẩn bị 250.000 sản phẩm với hình ảnh linh vật Tuất, ông thần tài in trên các sản phẩm. Dù còn 2 ngày nữa mới đến ngày thần tài, nhưng thị trường vàng bạc đã dần nhộn nhịp hẳn lên với nhiều dòng sản phẩm mới lạ. Các doanh nghiệp cũng đã có nhiều phương án dự phòng để giải quyết tình trạng chen lấn mua vàng như mọi năm. Từ đó hứa hẹn đảm bảo nhu cầu mua vàng cầu tài lộc sung túc cả năm của người dân, nhất là khi ngày thần tài năm nay đúng vào ngày Chủ nhật. Kính thưa quý vị, theo xu thế trẻ hóa của các doanh nghiệp, thì người trẻ có nhiều cơ hội hơn để hòa nhập và thể hiện bản thân trong guồng quay toàn cầu hóa. Nhưng làm thế nào để tăng khả năng thành công và giảm yếu tố thất bại cho những người trẻ đầy nhiệt huyết nhưng thiếu kinh nghiệm thương trường? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lý Trường Chiến, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trí Group. Ông sẽ chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Cảm ơn ông tham gia cuộc trò chuyện này ạ. Thưa ông, thì hiện nay có nhiều người trẻ khởi nghiệp và một số thì rất thành công và một số thì rất là nhiều người là thất bại. Thưa ông, thì có phải là cái việc thất bại đó nằm ở vấn đề là quản trị doanh nghiệp và những sai lầm nào mà những người trẻ đã thường mắc phải ạ? Thực ra để phát triển một ý tưởng thành công trong thị trường đó, hay nói cách khác là để phát triển được một tổ chức kinh doanh thành công thì phải có một cái nhận thức căn bản và những kỹ năng về quản trị cần thiết đối với một mô hình kinh doanh và doanh nghiệp. Sau cái thời gian người ta cạnh tranh bằng sản phẩm tới cạnh tranh bằng dịch vụ, và ngày hôm nay với cái sự phát triển của khoa học công nghệ và đời sống kinh tế xã hội, người ta đang cạnh tranh bằng các cái mô hình kinh doanh, và do vậy các doanh nhân, doanh chủ, đặc biệt là giới trẻ khởi nghiệp cần phải hết sức chú ý tới việc là nhận thức được cái việc quản trị cái việc kinh doanh của mình, mô hình kinh doanh của mình, và từ đó mới có thể cân đối được cái nguồn lực của mình, tranh thủ được cái cơ hội của xã hội, cũng như là nhận thức được những cái rủi ro đe dọa và có cái giải pháp chiến lược phù hợp để tranh cơ, tranh nguy và khai được cái mạnh của mình và khắc phục được các điểm yếu, từ đó có thể đáp ứng được nhu cầu của thị trường và liên tục phát triển tạo ra sự thành công. Thưa ông, thì yếu tố tâm lý của người trẻ có ảnh hưởng đến cái quá trình quản trị doanh nghiệp không ạ? Tâm lý của người trẻ ảnh hưởng khá nhiều đến việc quản trị doanh nghiệp. Bởi vì hai việc. Việc thứ nhất thì họ nôn nóng. Thường tuổi trẻ, cái nghịch lý là còn thời gian rất dài thì họ lại rất là vội vã, nôn nóng. Cái ý thứ hai đó là trong cái xã hội mà các phương tiện công nghệ cung cấp cho mọi người và đặc biệt là người trẻ tuổi thông tin rất nhiều, thì họ lại ngỡ rằng thông tin đã trở thành kiến thức, và do không có một kiến thức và kỹ năng sâu sắc, thành ra họ khó thành công. Nếu như có được cái kiến thức và kỹ năng sâu sắc thì sẽ thành công hơn. Thưa ông có lời khuyên nào dành cho những người trẻ đang làm cái công việc quản trị doanh nghiệp không ạ? Liên tục thay đổi theo hướng là học sâu hành sắc, vững chắc thành công, thực học thực hành thành công vững chắc. Nên nhớ ngày hôm nay việc kinh doanh thì cần phải sáng tạo,
dựa trên cái thành quả sáng tạo của loài người, kinh doanh trong môi trường toàn cầu, xuyên quốc gia và chú ý tới yếu tố pháp lý của địa phương và quốc tế. Xin cảm ơn ông ạ. Kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin sáng trên kênh truyền hình FBNC cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị có một buổi sáng tràn ngập niềm vui.